Rồi, mến chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel săn bốt của LVT Official. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến mình đi săn bốt sát thủ bằng Aquin của mình. Aquin của mình thì mang may mắn là 6 điểm anh em ạ, 6 điểm. Nãy giờ thì mình quên nói chuyện mà quên bật mic nên giờ mình nói lại. Hiện tại mình đang săn bốt sát thủ tại server Lạc Sơn Đại Địa, website võ công truyền kỳ .net anh em. Ký ức săn bốt sát thủ năm xưa lại ùi về. Nhậm thương khung, con đốt đầu tiên là con nhậm thương khung này mà. Ăn của mình là may mắn là 3 này, 4 này, 5, 6 như 5, 6 may mắn cộng với cái này là 5 là 11, cộng với Thiên Sơn Bảo Lộ, cộng với Quế Hoa Tiểu Đại này mà. Nãy có ăn Quế Hoa Tiểu Đại mà không nói cho anh em biết được. Và bây giờ chúng ta bói đồ cái combo đầu tiên coi là cái gì đây. Choáng 20, sinh lực 23, nội lực 24. Rồi, choáng 40, ứng 3 luôn, ứng ăn thật. Rồi, 4, 20, bước đi. 5, 20, bước đi. 23, 20, nội lực, sinh lực. Trời ơi, nội lực, sinh lực, xâm pháp 65. Nó nào không biết bán được tiền hay không đây. Chắc bán được 2, 30 vàng quá. Nói chung nó này lúc đầu thì ngon anh em, lúc đầu thì quá ngon này mà choáng 40 đúng tiền về luôn. Combo đầu tiên em ạ. Và đây là combo thứ hai anh em, combo hệ kim anh em ạ. Combo hệ kim rất là nhanh. Thấy tí là mẫu đỏ mẫu vàng kịp, chưa kịp nói luôn em ạ. Và ngày hôm nay thì có rất là nhiều người săn em ạ. Nên mình phải tranh thủ săn cho nó nhanh anh em. Mình thấy rất là nhiều người săn. Combo hệ kim nè, combo hệ kim thì ra vũ khí hệ kim, dây chuyền hệ kim là có giá. Và mình cố gắng thì mình sẽ làm rất là nhiều video săn bốt về con Thúy In này và cố gắng lên bộ may mắn nhiều cho anh em xem nha, cho nó sướng nha anh em. Anh em hãy đón xem kênh của mình và anh em đừng quên tặng cho mình một like nha. Thô nhược chạm vũ khí. Bao tay 15, 27, 23, 10. Ui rồi không được gì hết. Và bây giờ tiếp theo là con bốt tiếp theo nữa anh em ạ. Con bốt tiếp theo là con hoa sinh vong hệ hỏa anh em. Hôm nay săn đủ hệ cho anh em xem luôn. Và mình giờ này mình mới có một con Thúy In anh em ạ. Sẽ cố gắng làm nhiều con Thúy In này lên và có vận may mắn rất là cao lên để anh em xem nó dài siêu phẩm nó sướng. Chứ nhiều lúc anh em cứ thấy mình mang cũng may mắn 5-6 điểm thì không có sướng. Nên là mong là anh em ủng hộ mình, càng ủng hộ mình thì mình càng có tiền mình đầu tư bộ may mắn như này. Và cố gắng tặng like cho mình để mình ra siêu phẩm cho anh em xem. Khoảng có 2 món à. Trời ơi trời. 2 món có về tiền không trời. Úi dồi, làm chậm có 20 à. Sao mà về tiền đây trời. Và bây giờ tiếp tục là con tăng trí oán hệ mộc nha nè. Con tăng trí oán hệ mộc. Đó, trong video lần trước thì có ra những cái món may mắn rồi. Không biết lần này có gặp may mắn với con bốt này nữa không thì anh em hãy ủng hộ mình nha. Rồi máu để máu đã trắng rồi, săn Thúy In rất là nhanh nè mà, săn Thúy In phái gì cũng nhanh hết. Mộc ra nào, ra may mắn 5, 6, 7, 8, 9, 10 nào. Đó, khổng tức linh, huyền thiết kiếm, hộ thân phù, thiên tầm hộ uyển, giáng xa bao. Rồi rồi soi đồ nào, rồi soi đồ may mắn, may mắn 1 cái này mà, trời ơi, giống may mắn 10 trời. Úi rồi may mắn 1, úi rồi ôi. Nội lực 64 kháng lôi, độc sắc ngoại kháng lôi, kháng lôi, kháng lôi. Trời ơi, mắng một anh em, rớt đồ độc thật anh em, mắng một vãi trưởng thật, hết thể nào nói luôn. Lại tiếp tục con bốt ca dương thông giật hệ mộc nữa anh em ạ. Phải cố gắng răng xa bộ may mắn rất là cao để cho anh em xem nên là cố gắng săn con hệ mộc. Hôm nay mình săn bốt rất là nhanh anh em ạ. Dù rất là đông người đang săn ở map này nhưng mình đang lén lén lút lút, mình đang núp 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 mà anh em ạ. Núp để săn. Có thể săn rất là nhanh. Một tí là máu đỏ liền. Nếu mình phía săn rất là nhanh nè. Chúng ta có đi mang những cái xe đi theo rồi chúng ta thấy đánh tí rồi anh em ngừng đánh. Nhưng tròn phía nhìn đánh kết thúc. Rất là nhanh. Đó, không có áo, có dây chuyền anh em ạ. Có dây chuyền.
Có dây chuyền và dây chuyền của nam anh em ạ. Coi chuyền trước. Rồi không có gì luôn. Không có gì luôn. Mất tất cả luôn. Mất tất cả luôn em. Úi giời, không được cái gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với con bốt vũ nhất thế anh em ạ. Nãy giờ hết thiên sư thì bổ lộ anh em ạ. Nãy giờ toàn hiện con bốt hệ thổ không. Giờ mới tới được con bốt hệ thủy anh em ạ. Rồi tắt tự đánh luôn. Chúng ta thấy xăng nhanh không? Tí là xong rồi. Cái này thì chưa có đao hệ mộc nữa nè. Cái mỗi cái đao hệ mộc nhanh hơn nữa. Vũ nhất thế. Dớt đô mày. Long tiên hương nang 3 món. Có 3 món rồi. 15, 15, 20. Số đẹp thật. 15 đoán 20 tháng hỏa 17. Đen cái món này này trước rồi đen này. Cái này ngày gì mà tao thấy đen đủ quá. Phải tiếp tục một con bốt hệ mộc khác anh em ạ. Mà không biết ngày hôm nay mình săn là gì mà gần phun rồi mà chưa ra được món gì hết anh em ạ. Ôi trời, con này nó gặp may mắn đấy. Nó ra món vàng rồi. Rất là nhanh. Rất là nhanh luôn. Rất là nhanh luôn. Tắt thì đám sớm chứ không sợ con thiên ngoại đẩy đam mất là chết tiêu. Con này ra cái đào cấp 30 độc sát để con cho phía cái nhìn sang bút nó nhanh luôn em ạ. Ra cái đào độc sát đây. Rồi có đao không? Có đao này, có hai món. Có cổ tức linh, có dây chuyền luôn. Tiếp nào. Tiếp nhẫn. Vừa vừa 4.92. Được. Ui cho tạ. Trời ơi. À cái đó các bạn. Tăng lui 26 luôn anh em ạ. Trời ơi, cái món này cho Tiểu Lâm nè, ngon nè. Úi giời, Tiểu Lâm xài ngon nữa anh em ạ. Lui 26. Trời ơi, được được. Được bán được tiền á. Lui 19.24. Tốc lên. Tốc lên 10. Tốc 17. Đó là món này là Tiểu Lâm được 350 hình. Tiểu Lâm nè. Năm hình kim. Năm hình kim là bằng cái này. Này cho cỏ đang từng bắp từng căn lồi thấp quá. Để tiếp tục con hà sinh vong anh em, con thể hoại. Lúc nãy hà sinh vong được hai món rồi, cậu chờ cái này ra siêu phẩm nào anh em. Rồi tắt từ đánh nhá. Hóa sẽ nhanh rồi anh em ạ. Thứ yên đánh hệ hóa được bao nhanh rồi. Nếu mình sang bố bằng kiêu bãi thôi nha anh em. Nghe và phúc viên hồ tiểu mấy năm mấy dạo gần đây chưa thấy được mình giác đồ thiên hoàng lần nào ra làm chậm 20, làm chậm 40 đi không làm chậm 40 trời 7 rồi 3 dòng rồi ơi 13 20 21 rồi ôi đỏ rồi. Mình sẽ cố gắng làm video nhiều săn bốt cho anh em xem. Thì mong anh em hãy cố gắng tặng like cho mình. Và hiện tại thì con này đang mang may mắn là 3, 1, 4, với 2 là 6. Cộng với này may mắn 5. Cộng với Quế Hoa Tiểu Đại. Cộng với Thiên Sơn Bảo Lộ nữa nha anh em. Ngày hôm trước thì chúng ta thấy đây mình săn đã ra được những món đồ may mắn rồi. Ngày hôm nay không biết là ra siêu phẩm gì đây. Thằng Bí Đồ Chí có toàn thạch hạng liên anh em ạ, có toàn thạch hạng liên, không biết là món gì đây. Cái này là ngày hôm trước anh em ạ, thắng lôi 11, thắng lôi 1, thắng lôi 2, thắng lôi 8, thắng lôi 13, thắng lôi 20. Con bốt đầu tiên có vẻ như hơi đen anh em ạ. Và đây là con bốt thứ 53 anh em ạ, con bốt gia cát kinh hồng hệ thủy nè. Bốt thứ 53, mình cố gắng mình săn đủ 1.000 con rồi mình nghĩ nè. Cứ một ngày 8 con. Và mình mới mua thêm con thứ in nữa anh em ạ. Thứ in nữa là ngày được 16 con. Và dần dần thì mình sẽ cố gắng một ngày săn 16 con để làm video cho anh em xem nhé. Cố gắng rất là nhiều anh em ạ, sẽ cố gắng mua thêm mấy con thứ in nữa. Thì anh em nào xem được cái video này thì anh em có bán hạt thứ in rẻ rẻ cho bán cho mình nha. Thứ in cấp 90 nha. Mình sẽ mua về mình săn bốt. Và bây giờ chúng ta coi con cái đồ của con gia cát kim hồng anh em có phá tinh kích thể thủy
Rồi một dòng luôn. Úi giời, không gì luôn. Úi giời, đen dữ ta. Úi giời, hôm nay đen dữ ta. Không được cái gì hết anh em ạ. Đen thật luôn. Và đây là con bút thứ 54 anh em, con bút tăng trí oán anh em ạ. Nãy giờ về đánh nhau chết quá trời lần anh em ạ. Mình phải cố gắng làm cho xong 8 con bút để làm video cho anh em xem. Em xem chứ, nãy giờ bị đánh quá trời luôn. Bị quá trời người sang đánh nhau mà mình thua không. Hạt cùi quá nên thua không anh em ạ. Đây còn bút hệ thủy nè, tăng trí oán. Lâu dữ ta. Rồi tăng trí oán. Có 3-4 món này. Hôm nay sang cùi quá anh em. Và đây là con bố thứ 55 anh em ạ. Con bố hệ mộc anh em ạ. Thứ 55. Cố gắng ra siêu phẩm may mắn 5, may mắn 6 nữa coi. Để lên bộ may mắn cao cao anh em. Tại đồ may mắn giờ cũng đang cao nên mình chưa tiền đầu tư bộ may mắn nên là chưa ra siêu phẩm được. May mắn cho người mình cũng mới có 6 điểm. Huyền thiết kiếm, đại phong đao. Ngon ngon ngon. Độc sắc ngoại công 3 8 lôi 17 lôi 26 lôi 7 lôi 23. Không được món nào nhé. 3 món vũ khí mà không được nào siêu phẩm ấy. Và đây là con bút thứ 56 anh em ạ. Con bút hà sinh vong hệ thủy. Nãy giờ quá trời người săn anh em. Bút lại hiện ra toàn là hệ thổ nên là video này làm tới 2 tiếng lận anh em. 2 tiếng mà chưa xong được 8 con bút. Bút quyền lỗ đại luôn, ghê thật. Quyền lỗ đại luôn. 23, 20 25 luôn anh em ạ. Được cái phôi ấn 1. Ấn 1, 11 Thượng hỏa 2. Hôm nay sang bèo thật, 6 con rồi nè. Sẵn hỏa được cái mũi phôi này. Không được cái gì hết. Ở đây là con bút thứ 57 anh em ạ. Con bút hệ kim. Còn 2 con bút mà hôm nay chưa ra siêu phẩm anh em ạ. Còn ra cái gì đâu không. Còn hôm nay săn lâu được chứ. Gần 2 tiếng đồng hồ không ngủ trưa để mà săn bốt. Và cuối cùng đánh nhau, không phải đánh nhau. Hôm nay tính săn 2 con thúy yên luôn mà kiểu này khó quá nè. Rồi xong. Thay đổi như nè. Phục hồi 20, trời ơi. Vãi trường cái phục hồi 40 đi rồi. Trắng độc 19 là lực 60. Thể lực sinh lực bắp không. Và đây là con bốt thứ 58 anh em ạ. Con bốt cuối cùng của ngày hôm nay. Con bốt hệ mộc cái này mà. Cậu trời con này ra siêu phẩm cái đỡ khổ đỡ vã ngày hôm nay coi. Hôm nay là xa bờ lắm anh em ạ. Hôm nay quá xa bờ luôn. Nhảy 5k còn ngon hơn bỏ đang. Bỏ đang đánh hệ mộc nhảy có k 2k. Ôi tả giật mình. Phá thiên kích. Khổng tức lên kim cô bổng. Không có trang sức cái này mà. Lời 2. Lời 8. Hôm nay giấc đồ chán quá anh em ơi. Ui khăn lời 30. Món này giờ đâu bán được anh em. Khăn lời 11. Quá tệ nè. Món này giờ đâu bán được. Được cái ngon ngon mà được cái này lúc đầu. Sang lúc đầu thì ngon anh em. Sang lúc đầu thì có người dùng. Giờ hết người dùng.